Các bạn ơi, hôm nay mình lại làm cái game nhá. Một Vination mình sẽ đóng cái cửa vào để nói chuyện với các bạn nhá, đỡ bị ồn. Bây giờ là 9 giờ tối các bạn ạ. 9 giờ tối thì có nên nghỉ ngơi yên tĩnh. Thì bây giờ mình sẽ chơi game mà. Đi ngủ nào. Gái đẹp thế. Nó vẫn tự lo. Thiên viên bản quá. Sở hữu một skin. Bắt mình nhận nhiều thế nhỉ. Còn mình cứ vào xếp hạng đã. Mình nhận xong. Tính anh 2 đúng không? Vào đi. Ở đây là nước ngoài hết. Có hai ông biết làm. Có năng mình phải thay avatar nhỉ, cho nó tình cảm nhỉ. 15 giây nối thế. Rồi, mình mất visa rồi. Thôi rồi, mình sẽ chơi một trận tử long này. Skin luôn. Sức mạnh vật lý cộng 8. Mất visa rồi. Thôi chơi được nó cũng được. Mình thì không quen đánh đấu sĩ lắm. Nhưng mà thôi thì mình vẫn đánh lại phép bổ trợ. Mình sẽ vẫn đánh chạm sát đi. Thực ra thì đấu sĩ thì nên đi ghép với một xạ thủ. Nhưng mà nếu mà đi ghép với một xạ thủ thì mình rất dễ bị mất MVP. MVP thì thường là xạ thủ dễ đạt MVP hơn. Rồi, mình sẽ cố gắng thử. Mình là cung tên giật cháy. Bio One is 91. Mình đang làm Bio One is 91, mình không thèm đổi tên nữa. Bên nó cũng có Misa. Còn đây là tay này nó có cung tiên dịch người vào sao nào nó chọn Misa ngay. Anit. Có tiền mình sẽ phải mua One ngay. Mua One ngay để có một cái xạ thủ khác. Mình chuyên chơi xạ thủ thôi. Ông Tiger này sao còn bây giờ 6% này đến bao giờ mới vào được. Thế. Đấy, chết tôi. Nó quá. Mình chạy đường cánh này, mình sẽ đi một mình một đường xem tình hình như nào. Nơi nào đang đi thì cùng mình ấy, này theo mình. Sao wifi yếu nhỉ, nó lại đòi ngoét kia nhỉ. Wifi là yếu lắm. Có sao mà bảo thấy modem đi nhưng mà chưa gặp được cái người bên này. Đấy, mình biết ngay là Misa với lại Tử Long sẽ đi với nhau mà. Bây giờ mình nao lên thì cũng sợ. Đấy, ba thằng này các bạn ạ. Đấy. Nếu như mà xạ thủ bắn từ xa thì rất là dễ đánh nhau trong cái trường hợp như này. Nhưng mà đúng là rất là như là khó đánh, đấu sĩ rất là khổ. Mình không quen chơi đấu sĩ lắm. Thế bực. Đấy, nó đã phạt mình mất nửa máu rồi.
Tình hình như này là hơi căng ấy. Để ra đi. Đi lên trên trên này. À, đây góc vui. Úi rồi, tí nữa mình ăn được hàng tử không? Đấy, đánh Misa sướng hơn các bạn. Trông thế thôi, đánh Misa rất sướng. Các bạn cảm giác là Misa rất yếu, đúng nó rất yếu và nó không thể nó không gọi là nó không có một bảo hộ hoặc nó không có một cái gì gọi nó cực kỳ cơ bản. Nhưng mà nó có thể giết chết đối thủ một cách rất nhanh chóng luôn. Nó xả chết đối thủ rất nhanh. Trong chớp mắt đối thủ không thể kịp giết nó. Đối thủ chỉ cần yếu hơn là vậy. Này, chạm sát cái này. Chết, chết rồi, ngon. Đấy, cố gắng ăn tí. Không thì mình có nên ăn con này không nhỉ? Thôi nên ăn con này đi. Ăn nó ấy. Đỡ phải bay về. Đánh nó thì đỡ phải bay về. Đấy, mình ra lại ra ngoài cùng ấy. Mình ăn được. Con này nó sẽ cộng cho đồng đội nữa, đồng đội đi cùng mình. Từ từ đã, từ tình hình là mình rủ 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 nó ra đây ra nhưng mà nó cũng không ra, nó khốn lắm. Trông thế thôi, đánh đấu sĩ phải, phải quen đánh cơ. Đấy, mình móc nó ra cho bọn kia bắn ấy nhưng mà vẫn không kịp ăn, nó đuổi. Mì rào này thảm thế. Mì rào thảm thế. Mình nấp vào đây xem tình hình nào. Con visa của nó chạy về rồi, chạy về rồi. À, tướng không, tướng không. Thế mình cứu thôi, mình cứu nó thôi, hiểu chưa? Chứ mình không giết được nó. Nó nick một phát là double kill luôn ấy. Chạy, 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 chạy. Ôi chết rồi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. À, con Misa của nó lại ra rồi. Con Misa của nó lại ra rồi. Lúc đấy mình có chạm sát mình nào vào nó luôn. Chạm sát hơi muộn. Du, 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 này, như này. Từ đã. Hơi phiền đấy. Không phải là đơn giản đâu. Bởi vì là mình không quen ấy, dùng tử long lắm. Thôi là mình sẽ cố gắng. Mình tử long. Trên kia con đây nè, từ từ mình cứ chạy đứng giữa thì xem tính nó đã. Mình chạy ra đây thôi, Misa bị cắt đứt rồi. Ui rồi, rút 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 chạm sát. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, double kill. Chạy 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 đuổi cái gì, đuổi cái gì, anh ăn double kill anh trốn mà. Từ đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây, vạn vạn con này, vạn con này, thế mới thắng được chứ. Lại để nó giết mình thì đấy, các bạn thấy đánh con này có khổ không? Đánh đấu sĩ khi đã ăn những con này rất là khổ luôn, vì con này đang cứ di chuyển vòng tròn. Rồi, ok, rồi lại đầy máu nơi rồi. Mình sẽ ra mình quật chết con này nào kia, quật chết con này nào kia, nào. Ok, quật chết con này nào kia, ui rồi. Nó ăn rùa này, nó ăn rùa này, nó ăn rùa này, úi giời, ăn rùa này, ui, ăn rùa, úi giời, ôi, úi, úi giời, úi giời, úi giời, chám sát, ui, đồ, 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 chết, chám sát, ngon, úi giời. Đây na nữa, trên kia còn đây na nữa. Đây na gọi là chết tôi. Đây na nữa, trên này còn đây na nữa. Con Misa nó cướp hết công của mình rồi. Không sao. Không sao, chơi hết. Đây na, đây na. Đây na, ăn làm sao được. Ăn làm sao được đấu sĩ. Ăn làm sao được đấu sĩ. Ăn làm sao được đấu sĩ. Ngon rồi, trận này lại thắng rồi. 13 này mà. Mình đánh có chiến thuật thế không nhỉ? Úi giời, thằng Anucat của nó chém. Anucat của nó biết đánh ấy. Cứ cùng Misa nó quật. Còn Misa như thế thôi, cuối cùng không MVP được. Vì chết nhiều.
rút rút ha ha cái gì, còn mình ra là ha ha cái gì, không có ai hỗ trợ tôi không nên được cái này. Đúng rồi, nên đấy. Còn lâu nhá, à, gió đi vào đây. Chưa ăn được anh, cứ bình tĩnh. Anh bây giờ vẫn còn bình tĩnh. Thằng nào đây, thằng nào đây, bọn nào đây, bọn nào đây, bọn nào đây, bọn nào đây. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Mẹ mày chết, mày chết rồi. Mày chết, xong. Úi giời, chết tôi có gì đâu. Úi giời, tôi. Sảnh ra là chết. Cứ ngơ ngẩn đi anh bạn chết. Chết rồi, chết rồi, mày ăn cái gì mà mày chậm nhỉ? Từ từ, con này nào này, 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 này nào đâu rồi, này nào đâu rồi, này nào đâu rồi, này này nào đâu rồi, chiến công điện thoại rồi, này nào đâu rồi, này nào đâu rồi, mình gần 8 mạng rồi, 8 mạng rồi, chiến công điện thoại rồi. Rồi mình sẽ chạy lên đây bình tĩnh. Giờ phải chết từng thằng một. Rồi, chết từng thằng một. Nấp nấp đấy đã, xem tình hình như nào đã. Nó đâu rồi? Sao nó bây giờ nó đâu mất rồi nhỉ? Sao nó đi đâu hết rồi nhỉ? Dọn tìm lính mà nó cũng đâu nhỉ? Mấy ná nó ăn hết lính rồi nhỉ? Dừa. Mình sẽ phải từ. À, visa à, này, chạm sát, chết, chết, chết chưa nhỉ? Nó đâu rồi? Nó rút vào đâu? Từ từ, từ từ, nó chạy vào rồi. Giờ thật, nó đâu rồi? Thằng Anucat kia như mình chưa giết nó được phát nào, sao nhỉ? Mình chơi thằng Anucat đấy cả. Chơi thằng Anucat này, xong mình giết con rùa. Anucat đâu rồi? Thằng Anucat này nó cũng kinh điển đấy. Nó ăn visa mấy lần. Đây, nó đây. Nó đây. Ê, ra đây, quay lại đây. Quay lại đây. Úi rồi, đây chính là. Đây, đây. Chết, Anucat ơi, mày chết rồi. Hấp thụ rồi. Hấp thụ cái gì? Tụ cái gì ấp tụ này, ô hạ gục rồi, nót nót không còn con rùa nữa rồi. Từ từ để anh xem là anh có giết được không, thì anh sẽ gia nhập với chú, anh sẽ gia nhập, anh sẽ gia nhập. Misa chạy rồi, từ từ chạy 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 nhanh, con này là nó lick cái này chết. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi, Tiger nào lên. Ngon, ngon ngon ngon, được rồi, ngon, ngon, ngon. Để anh về đã, anh về đã, yếu rồi, hết mana rồi. Đấy, úp sọt nó thế là mình thắng được chứ không thua. Từ từ đã, mà cơ bản là hội này nó cũng đi nẻ cơ, đi kiểu nền nẻ, từ từ nên cái hỗ trợ Nina nhanh. Nina nó cũng kiểu ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhỡ cũng đi nẻ nha. Từ từ á rồi. Nên nó cũng khỏe phết nhỉ. Từ từ xem nào, từ từ xem nào. À cục, à cục, à cục chưa, à cục. À là, à là. À là, à là, à là. Đâu rồi, nó chạy rồi. Bọn nó chạy rồi. Nó khốn phết. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Còn mì ra lại cúp công của mình rồi. Em ra cục cùng. Em ra cục cùng mình rồi. Từ từ đã, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ chưa từ từ. Đây nó những là tướng cơ bản thôi, nó chưa có cái tướng nào gọi là quá là. Quá là. Quá là. Anucat. 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 Anucat chết rồi.
Hỗ trợ 9W rồi. Đập với trụ cánh nhé, đập với trụ cánh. Từ từ. Đập với trụ cánh. Xong. Rồi, đập trụ cánh lại là được. Đập trụ cánh là thắng. Ngon luôn. Ơ, thắng luôn rồi. Mình MVP ấy nhỉ. Mình Misa chết mấy lần mà. Đấy. Ngon chưa? Trên công điện thoại tiếp tục. Đấy. Mình mà cầm Misa thì mình còn giết nhiều hơn nữa. Trở về. Tập đi. Tiếng Anh. Xác nhận. Mình có bao nhiêu vàng thôi nhỉ? Mình có một tí vàng này, mình mua Misa mất nhiều vàng quá. Mình sẽ lại chơi Misa. Quá ngon. Skin. Anh sao viên thắng này đổi lấy skin ngay trong cửa hàng mảnh hiếm. Là có những tướng này đấy. À, được, Funko, mình rất thích Funko luôn. Misa là mà đi Funko sướng lắm các bạn ạ. Đánh Misa đi Funko thích lắm. Like Funko. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Funko hay ấy. Xem đối thủ có những ai. À, đối thủ cũng bình thường thôi. Phải lé con Ado Edora ra một tí. Funko quái đấy. Đây, ngon đấy. Trận này nhìn là biết là mình cơ hội thắng mình là cao rồi. Nhưng mà quan trọng là xem là đồng đội đánh như nào và đối thủ đánh như nào đã. Còn về hình thức là bên mình đã có phần hơn. Hơn thì mặt hình thức. Sao hai thằng này lại 0% này? Con Erora cái trưởng cuối của nó dồn một phát trưởng là đánh cũng căng các bạn ạ. Nó giống như Leyna bắn vào phát cuối đấy. Nhưng mà Leyna có thể bắn trượt nhưng mà Erora thì không thể trượt được. Nên là hơi phải né con Erora một tí. Không là ăn một phát trưởng của nó là hơi hơi căng. Sao mạng lại yếu nhỉ? Rồi. Mình sẽ chơi luôn. Phần cô đi hướng nào nhỉ? Phần cô ơi. Phần cô đi hướng nào nhỉ? Phần cô. Phần cô đương nhiên rồi. Phần cô vừa nãy 0% mà. Chắc không nốt được vào rồi. Phần cô vấn đề rồi. Đấy, cái wifi nó xanh phát đi nó mượt mà này. Wifi nó đỏ đi nó lại chậm chậm. Tự nông. Tự nông mình thì đúng là không đấu được Tử Long trong lúc như thế này đấy, không thể đấu được nó đấy, nó quả phát mất nhiều máu rồi đấy, mình dọa nó thôi chứ mình không để cho nó ăn mình được. Đấu sĩ thì nó đánh nhanh, cái tốc độ đánh của nó nhanh hơn là tốc độ bắn của mình không
thể thắng được nó nếu như mình đấu đôi với nó. Đấu sĩ nó được đánh láo liền cả mình. Tốc độ bắn hiện tại đang chậm thì à đấy, phản cố nó di chuyển rồi đấy. Được rồi, phản cố di chuyển rồi, mình sẽ đánh quanh ở đây thôi, không cần phải đi rừng nữa. Tí nó khỏe rồi đi rừng sau. Tương tĩnh nha. Tử Long này rồi nó nhỉa rồi chết nha. Đánh đấu nó thì nào không đấu được, chỉ có bắn nhẹ thôi. Mình thì đấu làm sao được với Tử Long nào. Lại về nha, lên đường giữa với anh em cho nó vui. Chiến công đầu đó, ông Phan Cô làm sao nhỉ? Nó ra đây nó nick chết rồi. Để cho Tử Long đi xuống sâu một tí nha. Tí nữa nó anh em phải đi đồng đội, đi đây na thế rồi. Nana cũng là một con rất là phiền đấy các bạn ạ. Nó rất là phiền. Đấy, nó cứ dính dính như này, dính dính cái trưởng của Nana hóa thành ấy, nó rất là phiền. Đấy, mình dính dưỡng rồi đấy. Đấy. Rất là bấn luôn. Dính cái trưởng của Nana là bấn lắm. Nó bị mình khóa mà. Nên là đánh rất là ngại những con pháp sư như thế. Chết rồi, đường trên. Rồi mình một mình không cứu được cái đường trên này. Bây giờ thì phải có anh em hỗ trợ, nhưng mà anh em lại cứ đi linh tinh đi kia. Ngon. Ôi rồi, mất trụ rồi. Tôi xong rồi. Ôi, sập trụ rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, mất trụ. Ôi, còn trụ thì phải nào thằng Tử Long ra lại chết được không? Cay quá. Chết sợ. Không để chủ nó còn tí máu. Thế là xong rồi. Tử Long nó quay được mình rồi. Có lên. Để Tử Long ăn mình. Chết rồi. Mình bị chết một mạng rồi. Đây, khó mà MVP được. Cay quá. Hơi uất nữa này. Tiến sư. Đấy. Con này nào này phiền lắm, trận này khó ăn đấy. Bọn nó đánh bọn bên mình nó đi kiểu gì? Bên mình nó đánh nó đi tập trung mà, xong đường cánh ở bên trên ấy, nó để yên thì nó cứ đánh ở đường dưới nó cầm chân đây. Đấy, con Tử Long thì nó nick được mình một phát nó chạy rồi. Bố mày phải trả thù con Tử Long này. Này cái cú này. Tử Long ơi là Tử Long. Sợ thật. Này, bọn nó trận đánh này một phần cô này nữa trông cứ mất thế. Đây rồi, Tử Long này rồi. Tử Long đâu rồi? Quay lại đây. Tiên sư, cái trụ nó cứ dúi mình mất nửa máu rồi. Để nó chạy mất con Nana. Anh em đánh kém lắm. Cứ để cho mình lao lên trước cái này. Đấy. Con này nào nó lích cho. Con này nào. Ngon. Rút nhanh. Hết máu rồi. Bây giờ mới ăn được một trận này. Chết sợ này. Một phần cố gắng feed một phát. Mình feed một phát là hai phát. Rồi. Phải gỡ lại nhanh. Từ từ nó đang đuổi theo thằng Tử Long, nó đuổi từ từ. Thằng Tử Long nó đuổi đây. Tử Long đâu rồi? Thiên sư nhà mày. Đuổi đi đâu? Mày đuổi à? Tử Long. Ô, thằng Phan Cô. Thằng Phan Cô như thằng ấy. Ôi giời ơi, mình lại bắn. Bắn hết con rừng này. Đôi khi quái rừng cũng rất là bấn các bạn ạ. Ngon. Đấy. Đánh nổi thế. Đó, trận này không cần MVP nữa. Thằng Tử Long kia thật sự quay mà chết. Thằng Tử Long kia.
Thằng tử nông kia. Bắn chết nó đi, bắn chết chủ đi, tập chủ đi. Tập vỡ chủ đi nhanh lên anh em ơi. Rút. Dở thế nhỉ. Hết máu rồi, rút 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 rút. Rút rút, báo rút rồi mà anh em không rút à. Rút 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 rút. Tao đã bỏ rút. Nó còn quay lại làm gì, ngơ ngác ngơ ngẩn. Hiểu lại rút mà lại cứ nào lên đấy lại đi lại tự dưng lại fit cho Erdogan vào phát. Erdogan nó mà khỏe nha, nó không không thắng được trận này đâu. Mình toàn ăn hỗ trợ này chưa ăn được con nào đấy, bực thật. Đi ra đây đây là cánh trên sẽ là tình hình mình tưởng nó còn lên đây mình còn biết tưởng nó này. Cái cú nó cái cú nó ui giời ui giời ui giời ui giời ui giời chết cha mày, chết cha mày rồi à, bố mày trả tù được rồi, bố mày trả tù được mày rồi. Con đấy na nó loanh quanh ở đây thì sao nhỉ. Trụ này thì sập thôi chứ còn dính gì. Tử Long ạ, à, Tử Long ạ, à, Tử Long ạ. À. Úi dồi, úi dồi, con Erdogan ấy. Úi chết rồi, tôi đã bỏ lánh con Erdogan ra mà. Này, chết rồi. Thế, nói như thế rồi, cuối cùng vẫn bị con ăn. Chết rồi. À, bỏ lánh con Erdogan ra. Không đánh. Chết rồi, là điều nó gỡ rồi. Ngu như là chết rồi, con em ra xem nào. Con em ra nó đâu 3.400. Đây này mình 4.600 kìa. Chết rồi, trận này đánh có vẻ eo ạt quá nhỉ. Chứ đánh trận nào lại ngỡ ngẩn như cái trận này luôn ý. Ây, không hiểu nó kiểu gì. Dòng quân lên, dòng quân lên. Từ xem nào. Nó đuổi theo cả, nó đuổi theo cả từ từ. Thằng Tử Long này phải chết. Thằng Tử Long này phải chết. Thằng Tử Long này phải chết. Con Erdogan kia cũng phải chết luôn. Ê, nó chạy rồi. Nó chạy rồi. Anh em hỗ trợ chậm quá. Khi đến hỗ trợ thì tôi đã chạy. Thì úp sọ Tiger ấy. Chỉ úp sọ Tiger được cho lúc này được rồi. Ồ, thật. Đây. Tiger này. Tiger này. Đi về đường cái nhanh lên. Đi về đường cái. Đường chính, đường giữa. Nhanh lên. Ngã ngẩn này. Chết hai lần này. Trận này nó kiểu gì ấy. Tấn công của nó xuất hiện đâu. Từ từ đã, nó là có một cái chiêu thức gì đấy. Nó chưa lộ diện đâu, bình tĩnh sẽ nhìn tình hình như nó đã. Ăn dừng đi. Ăn dừng đây nhỉ, đâu rồi. Ê, ê. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Trận này đánh ra bình tĩnh.
Đối thủ không thấy nó chạy nhẵng lên ấy, không được ăn được nó đâu. Chiến công liên tục. Trận này còn MVP cái gì nữa. Trận này đánh ngớ ngẩn. Toi nó chạy rồi. Tử Long à? Tử Long à? À là chết rồi. Chết rồi, trong trong tầm của trụ. Chết giờ. Chết vì trụ bắn ấy nhé. Tử Long nó móc lên vào trụ. May nào Anokat cũng khỏe. Không bị thua. Thôi trận này chấp nhận thôi. Trận này hơi ngẩn tí. Chấp nhận vậy. Được, ở đây nào mình đánh ngay. Nhưng cái bên mình chỉ có ông Phan Cô cũng hơi bị nhập nhằng một tí đâu, còn đâu nữa. Em ngu quá đánh được. Ôi giời, ông tự năng đi. Ông tưởng là mình kêu không? Không phải là nó ngu mà là nó không may mắn đâu ơi. Chứ còn Eroa với lại Tiger nó hơi bị. Tiger thì đi lẻ này, Eroa với lại Nana nó cũng giỏi, Nana với nấy cũng giỏi. Đấy, chỉ có Tiger cứ suốt ngày đi đơn như này này thì nó hơi cảm giác nó hơi dở này. Chạy này, chạy thắng rồi, thôi đánh hai trận rồi tạm thời thì. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.